Trời ơi, vui tính tiền luôn đó. Trời ơi, thiệt tình lần đầu tiên mà. Trời ơi, dễ sợ chứ. Dễ. Dễ. Trời ơi, vui ghê, lại đây là anh Tám kìa. Ê, ê, ê. Ở đây mà thịt ngồi dưới vô quần đó, nè. Ngồi nó giỡn ngay quá đi trời. Ê, nhau mày hết giỡn đi. Thì coi. Bây giờ tao nói câu này xong mày rút nha. Cái gì? Thì coi. Thằng kia. Tao nói cho mày biết. Mày làm cái gì cũng được. Mày cấm mày đụng tới cô gái này. Mày muốn đụng tới cô gái này, mày phải bước qua xác của tao, được chưa? Tao bước qua xác của mày nè. Jeez. Mày làm cái gì tao? Tao bước lại luôn nè.